đời đôi vợ chồng son này thật tươi đẹp, êm đềm. Anh Bill là người giới thiệu mua bán nhà cửa, và cô Annette thì làm việc bán nhà mới cho một công ty xây dựng trong suốt 14 năm tại Mỹ. Cả hai đang rất năng động tạo dựng sự nghiệp và nhiệt thành trong mọi hoạt động của một nhà thờ địa phương. Thế rồi vào một đêm cuối năm 1998, anh Bill bất ngờ trải qua 23 phút kinh nghiệm hãi hùng đã làm biến đổi cả cuộc đời đôi bạn trẻ này. Họ quyết định chấm dứt ngay sự tạo dựng sự nghiệp để đi khắp nơi thuật lại điều mình đã trải qua. Bằng các phương tiện truyền thông cùng với việc xuất bản sách và các đĩa DVD, đôi bạn mong ước rằng có ít nhất 1 tỷ người trong thế giới bận rộn này sẽ có những lúc tạm ngừng tay để nghe lời tâm sự chân thành của mình về điều hệ trọng nhất đời người trước khi quá trễ. Và đây là câu chuyện của anh Bill. Sau buổi cầu nguyện thường lệ mỗi tối Chúa Nhật tại nhà người bạn, chúng tôi trở về nhà cũng bình thường như mọi khi. Đêm đó là ngày 22 tháng 11. Tôi lên giường ngủ vào khoảng 11 giờ 30 tối. Nhưng khi nghe tiếng thét từ phòng khách, tôi nhìn ngay vào đồng hồ điện tử để bàn phía bên tay trái tôi, thì lúc ấy là 3 giờ 23 phút sáng. Tôi chạy vội đến phòng khách thì nhìn thấy chồng tôi đang ở trong tình trạng mà ai đã từng biết anh cũng đều nhận ra anh mất đi vẻ bình thường. Anh hoảng sợ, hai tay ôm lấy thái dương của mình và khóc trong nước mắt. Anh la lên rằng, hãy cầu nguyện cho anh với, bởi vì Chúa đem anh vào địa ngục. Điều này không phải là bản tánh tự nhiên của chồng tôi. Anh đã từng nói rằng mình rất bảo thủ. Những người biết anh đều hiểu rằng bản tánh tự nhiên của anh rất là trầm tĩnh. Thoạt tiên, dĩ nhiên là tôi cũng bị sốc, nhưng sau đó tôi cũng an lòng là tình trạng của anh không đến nỗi nguy kịch, và tôi bắt đầu cầu nguyện cho anh. Cảm ơn Chúa, sau khi tôi cầu nguyện thì Ngài đã lấy đi sự sợ hãi kinh hoàng ra khỏi tâm trí của anh, nhưng vẫn để lại cho anh trí nhớ về mọi việc đã xảy ra, và nhờ đó anh Bill có thể chia sẻ lại với mọi người. Sau khi đã bình tĩnh lại, thì điều đầu tiên là anh muốn tôi mang đến ngay cho anh một ly nước. Và sau khi đã thực sự bình tâm, anh mới kể lại cho tôi nghe những điều gì đã xảy ra. Bây giờ, tôi sẽ để anh Bill thuật lại cho quý vị những gì anh nhìn thấy. Vợ chồng tôi đi đến buổi nhóm cầu nguyện và trở về như thường lệ mỗi tối Chủ nhật. Nhưng đến 3 giờ sáng, tôi biết, nhưng không hiểu tại sao lại biết lúc ấy là 3 giờ sáng. Chúa đưa tôi ra khỏi thân thể và đặt tôi vào trong một xà lim ở địa ngục. Chúa đã không nói một lời giải thích nào cho tôi. Mãi đến sau này, khi đã trở lại bình thường thì tôi mới hiểu được tại sao. Tôi thấy mình đang ở trong một phòng giam tù nhân gọi là xà lim. Chắc anh chị em có thể mường tượng được xà lim là như thế nào rồi. Tường đá lởm chởm bao quanh và có những song sắt. Nơi đó hoàn toàn tối đen. Nhưng tôi thấy dường như có ánh sáng trong chừng một phút để tôi có thể diễn tả những gì trong đó, và sau khi ấy thì bóng tối tăm trở lại như cũ. Điều đầu tiên mà tôi nhận thấy ấy là sức nóng, nóng khủng khiếp. Tôi tự hỏi làm sao mình có thể sống được trong cái nóng quá nhiều lần sức chịu đựng của cơ thể như vậy. Thế mà tôi vẫn sống trong cái nóng khủng khiếp rùng rợn ấy. Tôi không biết nhiệt độ là bao nhiêu, nhưng nó quá sức chịu đựng, và đáng ra tôi đã phải chết. Tôi nhận ra rằng mình đang nằm trên sàn và không có một chút sức lực nào trong thân thể tôi. Hoàn toàn không có chút sức lực nào cả. Tôi chuyển động một cách khó nhọc, và khi nhìn lên, tôi thấy hai con vật trong xà lim tôi nằm. Thoạt tiên tôi không hiểu nó thuộc loài vật gì, và bởi vì tôi đến địa ngục giống như một người không được sự cứu rỗi, nên tôi chẳng biết ngay rằng đó là quỷ sứ. Thiên Chúa đã lấy khỏi tâm trí tôi rồi nhận thức rằng tôi đã là cơ đốc nhân. Ngài đã giấu điều đó khỏi tâm trí tôi. Trong Kinh Thánh có chép nhiều trường hợp như vậy, nhưng tôi chỉ đưa ra ba chỗ minh chứng rằng Thiên Chúa có thể làm bất cứ điều gì. Những câu Kinh Thánh này ở trong Các Vua thứ nhì đoạn 4 câu 27, trong Daniel đoạn 4 câu 34 và trong Luca đoạn 18 câu 34 có nói rằng Chúa có thể giấu điều gì đó từ tâm trí con người. Tôi muốn đọc từng câu Kinh Thánh này với anh chị em bởi vì nó rất quan trọng cho đức tin của chúng ta đặt trên nền tảng của Thánh Kinh. Nhưng chúng ta không có thì giờ. Dù sao, tôi cũng lấy Kinh Thánh làm nền tảng cho các sự trình bày của tôi. Chúa đã che giấu điều đó khỏi tâm trí tôi, và Ngài chỉ giải thích cho tôi biết sau khi tôi trở lại.
Lát nữa tôi sẽ nói điều đó là gì. Ồ, tôi nói ngay bây giờ cũng được. Lý do Ngài giấu điều đó khỏi tâm trí tôi là vì nếu tôi nhớ rằng mình là một người đã tiếp nhận Chúa cứu thế, thì tôi sẽ có hy vọng và tôi sẽ có thể cầu xin Thiên Chúa đem tôi ra khỏi địa ngục. Thật vậy, vì Chúa muốn tôi kinh nghiệm điều mà những người vô đạo sẽ phải kinh nghiệm và họ không bao giờ hy vọng có thể thoát khỏi được. Sự hư mất mà không có hy vọng thoát khỏi địa ngục, đó chính là điều mà Thiên Chúa muốn tôi kinh nghiệm. Tôi đã không đến địa ngục trong tư cách của một cơ đốc nhân để quan sát thiên sứ sa ngã hay quỷ sứ, nên tôi không nhận ra chúng là gì. Chỉ biết đó là những con vật khổng lồ, và tôi nhận ra kích cỡ của những con vật này. Nghe thì có vẻ cho là nói quá đáng, nhưng thực tế nó cao cỡ 4 mét. Những câu kinh thánh minh chứng cho điều này có ở trong Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 4, nói về những con trai Đức Chúa Trời đến quan hệ với những người đàn bà trên đất. Hầu hết các học giả tin rằng những con trai Đức Chúa Trời ở đoạn này là những thiên sứ sa ngã. Những thiên sứ sa ngã xuống quan hệ với những phụ nữ của loài người và sinh ra những người khổng lồ trên đất thời bấy giờ. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 3 câu 11 nói về cái giường sắt của người khổng lồ có bề dài 9 thước. Thước thời xưa dài 4 tấc rưỡi, vậy chiều dài chiếc giường 9 thước là hơn 4 mét. Những người khổng lồ trên đất là do những thiên sứ sa ngã quan hệ với những phụ nữ sinh ra. Những thiên sứ sa ngã này đang ở địa ngục. Chúng là những thiên sứ sa ngã hay là quỷ sứ, gọi sao cũng được. Có thể là có những khác biệt nhưng quá phức tạp để tìm hiểu sâu hơn. Những con vật này cao 4 mét. Chúng ta có thể nhìn lên hình vẽ trên tường để có khái niệm về kích cỡ 4 mét là thế nào. Con vật khổng lồ, có vảy giống như vảy loài bò sát và có những u bắp trên khắp thân thể, trông rất khủng khiếp và ghê rợn. Thật kinh khủng khi nhìn thấy nó. Lát nữa đây chúng ta sẽ xem đoạn video dài 3 phút mà tôi đã cùng góp ý thực hiện với bà Mary Kay Parker, là một người cũng có nhiều kinh nghiệm về địa ngục. Trong đoạn video lát nữa quý vị xem, sẽ có một phần trích ra từ lời làm chứng về kinh nghiệm sự chết của mục sư Hagin. Trong đó, mục sư Hagin có diễn tả về con quỷ mà ông đã nhìn thấy. Điều lạ lùng là hình ảnh của nó nhìn giống hệt con quỷ mà tôi đã thấy. Tôi không biết như thế nào mà người ta vẽ được giống như vậy, và nó giống y chang một trong những con quỷ mà tôi đã thấy trong địa ngục. Lát nữa, tôi sẽ chiếu cho quý vị xem để có thể mường tượng ra. Hãy nói với khán giả điều mà anh nói với tôi là khi anh nhìn thấy, anh thật sự kinh ngạc. Anh nói rằng anh đã xem đi xem lại đoạn này 20 đến 30 lần, và anh nói tôi không thể tin được hình ảnh đoạn video giống chính xác con quỷ mà anh đã thấy. Vâng, chính xác là như vậy đó. Bức hình chỉ có từ ngực trở lên, nhưng tôi đã thấy nguyên cả thân hình. Bức hình này không có nguyên thân hình. Tôi rất ngạc nhiên và cứ xem đi xem lại và thắc mắc là làm sao họ có thể diễn tả nó giống đến như vậy được. Tôi muốn liên lạc với Kenneth Hagin nhưng không thể gặp được. Tôi không biết làm sao họ vẽ giống như vậy, và đây là một hình ảnh tốt để mường tượng quỷ sứ trông như thế nào. Chúng khác nhau từ kích cỡ đến hình dáng. Tôi sẽ nói điều đó sau, nhưng riêng con này, nó to lớn và dị dạng. Nó rất không chỉ lớn thôi mà còn dị dạng nữa, và nó rất ghét bạn. Nó rất mạnh, và nó được đặt trong xà lim này như con bò bị nhốt trong chuồng, sẵn sàng để tấn công và xé xác tôi. Bạn hãy tưởng tượng một con thú hoang dã nhất mà bạn có thể nghĩ đến. Nó còn tệ hơn nhiều lần như vậy nữa. Với dáng dấp to lớn đó, cộng thêm bản tính của nó thì thật là kinh khủng. Tôi thật sự hoàn toàn bị khủng hoảng. Khó có thể diễn tả. Cái đầu của nó có lẽ chừng này. Đó là một cái đầu khổng lồ với những cái răng lớn. Mấy cái móng vuốt dài cỡ 3 tấc, hoàn toàn không cân đối và tương xứng. Một tay lớn, một tay nhỏ, một tay dài, một tay ngắn, một chân lớn, một chân nhỏ, không cân đối. Hình thể của nó bị biến dạng, méo mó, một con vật kinh dị. Nó di chuyển trong xà lim và nói chuyện với các con quỷ khác trong xà lim. Con kia thì có hình dáng khác. Nó có những cây vảy rất bén và ốm hơn. Con này dũng mãnh hơn, mạnh mẽ và hoang dã, giống như bức hình trên tường. Hoang dã như vậy và to lớn. Các bạn tưởng tượng tôi nhỏ như thế nào so với nó. Quý vị ở đây ai cũng là quá nhỏ so với nó. Nó trông giống như vậy đó. Chúng ta sẽ thấy thêm trong đoạn video dài 3 phút. Any of us would be small compared to that, but that's what they look like. We'll see it more on the video we show for the three. Hình ảnh chiếu lên đây chỉ để giúp quý vị mường tượng dễ dàng thôi, chứ thật ra khó cho tôi có thể diễn tả chúng như thế nào.
Nói về mùi hôi thối thì rất là khủng khiếp. Đúng là mùi hôi thối nhất của những vật thối rữa mà bạn có thể tưởng tượng. Bên cạnh đó còn có mùi lưu huỳnh. Mùi lưu huỳnh cháy bạn không thể thở được. Nếu bạn đã từng đến thăm núi lửa tại Hawaii, tôi chưa đến đó, nhưng người ta nói rằng đến một đoạn nào đó bạn phải dừng lại, vì khói do núi lửa xuất ra mùi lưu huỳnh rất độc, có thể làm bạn chết. Nhưng đó là những thứ mà bạn phải thở trong địa ngục. Đó là hơi độc. Bạn biết mình sẽ chết nếu hít thở những thứ như vậy, thế nhưng bạn vẫn không chết. Khi hít hơi lưu huỳnh, bạn cảm giác rằng nó sẽ giết chết bạn ngay, nhưng bạn lại vẫn phải tồn tại. Hơn nữa, tại địa ngục cũng không có đủ không khí để thở, không giống như là bạn có thể hít thở sâu như ở trên đất này. Hầu như rằng chẳng có không khí tại địa ngục. Những hơi thở của tôi phải thở giống như thế này. Giống như là không có chút không khí nào cả. Lẽ ra bạn phải chết ngay lập tức vì chẳng có đủ không khí, thế nhưng bạn vẫn tồn tại. Đây là một điều nữa trong những điều mà bạn phải chịu trong địa ngục, bên cạnh những thứ như sức nóng và sự sợ hãi. Thi Thiên đoạn 73, câu 18-19 chép rằng, Chúa thật đặt chúng nó tại nơi hủy diệt. Chúng nó vì kinh khiếp mà phải tiêu hao hết rồi. Chúng bị tiêu hao vì kinh khiếp. Nằm trên sàn trong vô vọng, tôi không có chút sức lực nào ở trong thân thể mình. Và dù có sức lực đi nữa, những điều đó cũng không rời khỏi thân thể bạn. Bạn vẫn nghĩ rằng bạn sẽ có sức lực trở lại, nhưng không, bạn không có chút sức lực nào cả. Để hiểu điều này, tôi có những câu kinh thánh, tôi muốn chứng minh bằng những câu kinh thánh, bởi vì điều đó rất quan trọng đối với tôi. Trong Ê-sai đoạn 24 của 22 chép rằng, họ sẽ nhóm lại cùng nhau, bị cầm trong hầm như tù nhốt trong ngục. Ở đây nói về ngục, tức là cả đêm. Châm ngôn đoạn 7 của 27 nói về con đường của âm phủ dẫn xuống các vòng của sự chết. Và Jonah đoạn 2 câu 6 chấp rằng, đất đã đóng then trên nó đời đời, nhưng Ngài đã đem mạng sống tôi lên khỏi hầm hố. Hầu hết những nhà giải kinh, bạn cũ ước, tin đeo, bạn tính ước quốc tế và nhiều bạn khác tin rằng Jonah đã trải qua kinh nghiệm âm phủ. Mặc dù thân xác ông còn nằm trong bụng cá, nhưng linh hồn ông đang ở bên ngoài địa ngục. Nhiều người tin rằng ông ở trong cổng địa ngục. Jonah đoạn 2, câu 2 chép rằng từ trong bụng âm phủ. Như vậy, ông là một trong những người kinh nghiệm địa ngục. Ông nói về then cài. Và Job đoạn 17 câu 16 nói về sự trông cậy sẽ đi xuống cửa âm phủ, nói về những song sắt thực sự. Những câu kinh thánh chứng tỏ không có sức mạnh, được nói trong Ê-sai đoạn 14 câu 9 câu 10 chấp rằng nơi âm phủ sâu thẳm đã rúng động vì cớ ngươi, đặt rước ngươi đến, chúng nó sẽ nói, kìa, ngươi cũng yếu đuối như chúng ta ư. Và chữ yếu đuối giống như chữ các quan xét đoạn 16 câu 7, khi Samson mất đi sức mạnh vì bị cắt tóc, ông trở nên yếu. Thi Thiên đoạn 88 câu 4 chép rằng, tôi bị kể vào số những kẻ đi xuống huyệt, tôi khác nào một người chẳng có sức mạnh. Tôi có thể trích kinh thánh về mọi vấn đề, từng điểm một cách cặn kẽ, và tôi muốn làm như vậy, nhưng điều này sẽ cản trở việc tôi chia sẻ nội dung câu chuyện. Vậy nên tôi sẽ trích một vài điểm mà thôi. Tất cả những câu kinh thánh khác đều có trong cuốn sách của tôi. Những con vật này nhạo báng Đức Chúa Trời. Chúng đổ xả Thiên Chúa. Tôi hiểu những điều chúng nói. Tôi không biết đó là loại ngôn ngữ gì, nhưng tôi có thể hiểu chúng. Chúng nó ghét Đức Chúa Trời, và chúng dồn sự chú ý vào tôi, và cũng ghét tôi giống như vậy. Đến nỗi tôi phải tự hỏi, mình đã làm gì khiến chúng nó có sự ghen ghét cao độ đến thế? Con quỷ to lớn mà các bạn thấy đã nắm lấy tôi, đưa lên và quăng vào tường, giống như tôi không hề có trọng lượng. Tôi cảm giác thấy các xương cốt mình bị gãy. Trong địa ngục bạn vẫn có thân thể. Matthew đoạn 10 câu 28, Jesus nói rằng, hãy sợ đấng làm cho mất một linh hồn và thân thể trong địa ngục. Và tôi có thể trích dẫn rất nhiều câu kinh thánh như vậy ở đây. Tôi cảm giác xương tôi bị gãy, tôi thấy đau, nhưng tôi lại biết rằng cảm giác đau đớn này đã được giảm đi bằng một cách nào đó. Chúa đã làm giảm bớt hầu hết cảm giác đau đớn của tôi. Ngài chỉ cho tôi chịu một phần cơn đau để tôi có thể làm chứng lại rằng tôi vẫn có cảm giác đau đớn trong địa ngục mà thôi. Ấy chẳng phải là kinh thánh nói nghĩa bóng hay là nói ẩn dụ về sự đau đớn. Nhưng đấy là có cảm giác đau đớn thật sự trong thân xác tại địa ngục. Tôi cảm giác xương bị gãy, tôi bị ngã xuống sàn, và các con vật khác, nó có vẩy, bén như lưỡi lam khắp người, nắm lấy tôi kéo lên, lôi tôi phía đằng sau nó, giống như tôi là một con búp bê bằng vải, và nó cứ bấu những cái vuốt vào ngực tôi, xé thịt tôi ra, và nó mở hoác các vết thương thôi. Tôi nhìn xuống, tôi cảm giác đau đớn và nhận ra là không có máu hay là nước. Các bạn biết đấy, có rất nhiều câu kinh thánh nói không có máu trong địa ngục, không có nước trong địa ngục. Tôi nhận ra thân thể tôi bị hủy phá hoàn toàn.
Tôi và vợ tôi thích tập thể dục, chăm sóc cho thân thể, ăn uống điều độ. Và bây giờ những điều đó không còn ý nghĩa gì nữa. Thân thể tôi bị phá hủy hoàn toàn. Tôi ngạc nhiên tại sao tôi không chết. Điều gì xảy ra vậy? Tại sao tôi không thể chết? Vâng, bạn không thể chết, bạn cứ sống. Mặc dù phải cảm nhận những điều kinh khiếp đó, nhưng bạn vẫn sống. Tôi nhận ra rằng mùi hôi thối đã có thể giết chết tôi. Tôi không thể tin nổi nó hôi đến như vậy. Tôi cố gắng bò ra khỏi xà lim, và rõ ràng là các con quỷ ấy đã để tôi đi. Ngay lúc ấy, mọi sự trở nên tối đen. Tôi tin rằng ấy là Chúa đã rời khỏi nơi đó, nên địa ngục trở lại tình trạng đen tối hoàn toàn, vì nó luôn luôn tối, hoàn toàn tối tăm. Tôi không còn thấy gì nữa, cho nên tôi không thể kể cho các bạn. Nó hoàn toàn tối đen như mực. Sự tối tăm vượt quá mọi sự tối tăm mà bạn có thể tưởng tượng được. Tôi đã từng làm việc trong những mỏ than ở tại Arizona. Sự tối tăm thật là dày đặc. Nhưng sự tối tăm tại địa ngục thì khác, bởi vì nó có sự hiện diện của điều ác ở trong bóng tối này. Một sự kỳ quái. Trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 10 câu 21 nói về bóng tối tăm có thể rờ đến được. Bạn có thể rờ chạm bóng tối, và đó là điều ác, đủ để khiến bạn kinh hoàng, và sự sợ hãi sẽ giết chết bạn, nhưng bạn vẫn sống. And I could see just a little bit, because there were flames shooting high in the sky. Tôi nhìn về phía bên phải và tôi có thể thấy lờ mờ, bởi vì có lửa bùng cháy lên cao ở cách xa chúng tôi chừng 10 dặm. Tôi biết nó ở cách xa tôi 10 dặm, nghĩa là khoảng 15 cây số. Tôi không biết làm thế nào tôi có thể biết được, nhưng có những điều bạn biết mà những cảm giác của bạn đã trở nên nhạy bén hơn. Bạn hiểu biết nhiều hơn ở trên đất. Ngay cả Erwin Loser, một học giả thời nay, viết cuốn sách Một Phút Sau Khi Bạn Chết. Ông đề cập tới những người ở âm phủ có những cảm nhận cao hơn và hiểu biết nhiều hơn. Ông là một học giả, tôi không biết làm thế nào ông xác định được điều đó, nhưng đó là sự thật. Bạn sẽ cảm nhận tốt hơn. Tôi biết ngọn lửa cách tôi 10 dặm, và nó chỉ đủ soi sáng cho một khoảng không gian nhỏ, không giống như tại đây, bởi vì hố lửa này rộng 1 dặm, tức là gần 2 cây số, cho nên rất nhiều lửa trong đó. Hố lửa này có thể sẽ soi sáng cả vùng rộng lớn nếu ở trên mặt đất. Nhưng tại đây, ở trong lòng đất thì ánh sáng không di chuyển xa, nên tôi chỉ thấy lờ mờ. Đó là một vùng đất khô cằn, hoang phế, không có gì màu xanh, không hề có một thứ gì màu xanh, chỉ có đá cằn cỗi hoang tàn. Có một câu kinh thánh trong Isaiah gần 59 câu 10 nói rằng, chúng ở trong chỗ hoang tàn như người chết. Một trong những con vật nắm lấy tôi và lôi tôi trở lại xà lim, rồi nó bắt đầu bóp nát đầu tôi. Nó bóp dẹp đầu tôi ra. Làm sao mà tôi còn sống khi đầu tôi bị dẹp nát? Tôi không biết. Tôi không hiểu là mình tưởng tượng hay là không, nhưng tôi có cảm giác đầu tôi bị dẹp nát. Tôi biết Chúa cất bớt sự đau đớn ra khỏi tôi. Đáng ra nó phải đau đớn như vậy rất nhiều. Chúa cho tôi cảm giác một phần của sự đau đớn mà thôi, để tôi có thể giải thích với mọi người về sự đau đớn là có thật nơi địa ngục. Có hai con vật nữa bước vào xà lim. Tôi không thấy được chúng vì bóng tối, nhưng tôi biết có hai con nữa. Mỗi đứa nắm lấy một tay, một chân, và chúng bắt đầu xé tay và chân tôi ra. Và như thế là tôi không chịu đựng nổi. Tôi không thể chịu được. Ngay lúc đó, có cái gì đó nắm lấy thân thể tôi và kéo tôi ra khỏi xà lim và đặt tôi bên cạnh hố lửa mà trước đây tôi đã thấy từ xa. Tôi rất mừng vì được giải cứu khỏi xà lim đó. Tôi có được một giây phút bình yên. Dĩ nhiên, đó là Chúa đã đem tôi ra khỏi đó, nhưng lúc đó thì tôi không biết. Tôi được đặt bên cạnh hố lửa và tôi thấy nhiều người. Có nhiều người ở trong hố lửa đó la hét. Người ta bị đốt cháy và tôi thấy hình dáng của họ. Những hình dáng giống như là những bộ xương. Tôi không thể thấy rõ nên không biết là có còn thịt trên người họ hay không. Hình dáng họ giống như những bộ xương và tất cả toàn là hình dạng bộ xương của người lớn. Tôi không thấy những bộ xương nhỏ nên tôi tin rằng không có con nít ở đó. Và những tiếng la cũng là những tiếng la của người lớn, bởi vì bạn có thể nhận ra nếu có tiếng la của con nít. Những tiếng la hét này rất chói tai và âm thanh rất lớn. Bạn đã từng nghe một người hét lên trong tình trạng kinh hoàng chưa? Thật là khó chịu biết chừng nào. Hãy tưởng tượng, bạn nghe tiếng hàng triệu người la lên cùng một lúc trong sự kinh hoàng tột cùng. Âm thanh rất là khủng khiếp và chói tai. Tôi muốn ngừng lại, nhưng tôi không thể chạy trốn những tiếng la hét và âm thanh đó. Tôi nhìn và thấy người ta cố trèo ra khỏi xà lim hay là ra khỏi hố lửa, nhưng họ không thoát ra được, bởi vì những con quỷ ở chung quanh lại xúc họ vào, và họ cũng không có sức để chạy trốn nữa. Họ chỉ cố gắng một cách yếu ớt để thoát khỏi, và rồi họ lại bị xúc trở vào. But they really didn't have the strength to get out anyway. They were just trying to make a feeble attempt at getting out of there, and they were being shoved back in. I didn't want to be thrown into the fire.
Mặc dù sức nóng của địa ngục vốn đã quá dữ dội, nhưng tôi vẫn không muốn bị quăng lại vào lửa. Đó là điều tệ hại nhất. Có rất nhiều câu kinh thánh nói về lửa trong địa ngục. Nhiều người nói đó chỉ là nghĩa bóng chứ không phải là ngọn lửa thật. Nhưng suy nghĩ đó không đúng. Ngọn lửa tại địa ngục là thật hơn là tôi có thể tưởng tượng. Tôi nghĩ nó còn nóng hơn lửa ở đây nữa. Mọi thứ đều được nhân cấp lên tại đó. Tôi muốn trích một số câu kinh thánh nói về điều này. Thi Thiên đoạn 140 câu 10 nói rằng, hãy để than đang cháy rơi trên họ, quăng họ vào trong lửa, trong hố sâu. Matthew đoạn 13, 49 câu 50 nói rằng, chia kẻ ác với người công bình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa. Thi Thiên đoạn 11 câu 6 nói rằng, Ngài sẽ giáng xuống trên kẻ ác những bẫy, lửa và diêm. Vậy nên có ngọn lửa thật ở trong địa ngục. Và một lý do khác tôi tin có lửa thật là ở trong Luca đoạn 16. Khi người nhà giàu nói, xin sai Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước, đặng làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Nếu là ngọn lửa với nghĩa bóng, thì ông ta không cần nước. Nước, ông ta muốn nước để làm dịu khỏi ngọn lửa. Trong Khải Huyền đoạn 9 câu 2, nói về thời đại nạn, khi hố không đáy mở ra và khói ở trong hố bay lên làm tối bầu trời và mặt trời trở nên tối vì khói ở trong lửa đó. Phải cần có ngọn lửa thật để tạo nên khói làm tối bầu trời, cho nên đó là lửa thật. Một nhà lãnh đạo vĩ đại trong quá khứ cho biết, có ngọn lửa thật trong địa ngục, giống như bạn đang có thân thể thật vậy. Ngọn lửa giống hệt như ngọn lửa trên đất. Điều này được chép trong sách Địa ngục trong lửa, là một cuốn sách được đánh giá cao và viết bởi 9 học giả. Lửa đốt cháy người ta, họ la hét. Hãy tưởng tượng khi bị phóng lửa thì bạn biết lửa kinh khủng như thế nào. Ngày 9 tháng 11 năm 2001, khi nhìn vào hai tòa nhà tại New York bùng cháy, bạn thấy những người đối diện với sức nóng khủng khiếp từ xăng máy bay đã phải chọn cách nhảy xuống đất. Nhiều người nói rằng họ thấy người ta nhảy ra từ những cửa sổ cao cách mặt đất hàng trăm thước, bởi vì họ nói nhiệt độ cỡ chừng 1.100 độ C và nhiệt độ này sẽ thiêu họ ra tro trong vòng 15 giây. Và thay vì chịu đựng 15 giây đó, họ chọn nhảy xuống đất. Rất là kinh khủng khi nhìn ra ngoài tòa nhà cao như vậy mà phải nhảy xuống. Phải rất là nghiêm trọng mới chịu nhảy ra như vậy để tránh cái nóng. Những nhà khoa học nói rằng nhiệt độ ở trung tâm trái đất khoảng 7.000 độ C. Đó là các nhà khoa học nói. Bạn có thể tưởng tượng nhiệt độ mà bạn phải chịu đựng suốt cõi đời này. Thật là khủng khiếp. Bạn không có mục đích, hoàn toàn không có mục đích tại địa ngục. Bạn là thứ gì đó bị bỏ phí. Bạn không có gì để làm. Và Truyền Đạo đoạn 9 câu 10 nói rằng nơi đó chẳng có việc làm, chẳng có bưu kế, cũng chẳng có trí thức hay là sự khôn ngoan ở ông phủ. Bạn chỉ là cái gì đó vô dụng, lãng phí, mà đó là đất bị bỏ quên, đã được đề cập đến trong Thi Thiên đoạn 88 câu 12. It's a land of forgetfulness. Psalms 88:12 talks about you have no rest in hell. Bạn không nghỉ ngơi trong địa ngục. Bạn cần ngủ trong địa ngục cũng giống như tại đây, nhưng bạn không bao giờ được ngủ. Chỉ thử tưởng tượng nếu không được ngủ một hay hai đêm sẽ ra sao. Thế mà tại địa ngục, bạn sẽ không hề được ngủ nữa. Bạn phải thức. Tại địa ngục thì bạn sẽ không hề được ngủ. Và Khải Huyền đoạn 14 câu 11 nói về khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời, cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Đây chỉ về sự yên nghỉ khỏi sự hình phạt, nhưng bạn cũng không được nghỉ ngơi về thể xác. Thi Thiên 127 câu 2 chép rằng Ngài ban giấc ngủ cho người Ngài yêu. Bạn thấy đó, Chúa ban giấc ngủ cho người Ngài yêu, nhưng tại địa ngục thì bạn không phải là người Ngài yêu. Trong Giác Ngơ đoạn 1 câu 17 chép rằng, những ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao. Địa ngục là nơi vắng sự tốt lành của Thiên Chúa. Bạn không thở được, bạn chẳng có không khí trong lành, bạn không được giao tiếp với một ai, bạn sẽ không được gặp một người nào nữa, bạn bị tách rời với mọi người. Ngay cả những người trong hố lửa cũng bị phân cách, không có nói chuyện, bạn không gặp một người nào để nói chuyện nữa. You're isolated from people. Even though there's people in that pit of fire, they're separated. There's no conversation. You'll never get to be with the person. Và bạn hữu là những phước lành Chúa ban cho chúng ta hưởng. Nhưng khi chúng ta lấy Chúa ra khỏi cuộc đời mình, thì đó là địa ngục. Vậy nên không có gì tốt lành ở địa ngục cả. Tất cả những điều này, không ăn, không uống, không ngủ, trong cái mùi hôi thối khủng khiếp. Và như tôi đã nói, bạn cũng chẳng có không khí để thở. Kinh Thánh Ê-sai đoạn 42 câu 5 chép rằng, Chúa ban hơi sống cho mọi dân ở trên mặt đất. Những người này thì ở dưới lòng đất, và một điều nữa là tôi biết tôi ở rất sâu ở trong lòng đất. Có 49 câu Kinh Thánh nói địa ngục đang ở đâu.
Vâng, địa ngục đang ở rất sâu ở trong lòng đất. Sau ngày phán xét, sự chết và âm phủ sẽ bị quăng vào trong hố lửa, và đó là sau ngày phán xét, Khải Huyền đoạn 20 câu 14. Nhưng bây giờ thì địa ngục ở trong lòng đất. Có rất nhiều câu kinh thánh nói về điều đó. Bạn có nhớ khi Chúa Giêsu nói trong Luca đoạn 16 rằng có một vực sâu ở giữa đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được và muốn từ đó qua đây cũng không được. Ê-xê-chi-ên đoạn 26 câu 20 nói địa ngục ở đâu? Linh Sử Ký đoạn 16 câu 32 vân vân. Tôi có thể chỉ ra rất nhiều câu kinh thánh nói về địa ngục đang ở đâu, nhưng tôi thì biết rằng tôi đã ở sâu trong lòng đất. Sâu chừng 3.700 dặm, tức là hơn 6.666 cây số. Bằng cách nào đó, tôi biết nó ở độ sâu 3.700 dặm. Chúng ta biết rằng đường kính trái đất là 8.000 dặm, vậy bán kính là 4.000 dặm. Cho nên tôi ở rất gần trung tâm trái đất. Tôi không biết làm sao tôi biết được, nhưng nó sâu như vậy. But there were individual pits of fire all around that big pit. Và đó là một hố lửa lớn. Có nhiều hố lửa nhỏ khắp xung quanh hố lửa lớn đó, và cũng có người trong những hố lửa nhỏ. Có những xà lim khác ở địa ngục, một số người ở trong xà lim, một số khác ở trong những hố lửa, và một số khác nữa ở trong một hồ lửa rộng lớn. Vậy có những chỗ khác nhau trong địa ngục, và có nhiều mức độ khổ hình. Không phải ai cũng bị khổ hình và trừng phạt giống nhau. Có nhiều câu kinh thánh nói về điều đó. Tôi nhớ là Matthew đoạn 23 câu 14 nói rằng các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn, có nghĩa là có hình phạt nhẹ hơn, hay thành Sodom sẽ chịu nhẹ hơn thành này, có nghĩa rằng sẽ có mức độ nặng hơn. Đầy tớ không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì bị đòn ít. Hebrew đoạn 10 câu 29 nói rằng anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình phạt rất nghiêm đoán phạt hay sao? Có nghĩa là có hình phạt nghiêm trọng hơn, hoặc là câu các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi, vân vân. Có rất nhiều câu kinh thánh nói về các mức độ của sự hình phạt khác nhau, nhưng không có mức độ nào là tốt cả. Tất cả mọi mức độ đều xấu, không có một chỗ nào là tốt ở trong địa ngục cả. Đó không phải là chỗ mà bạn muốn đến. I thought about, when I was down there, I thought about my wife. And I thought about I should never get to her again. Đang khi ở tại địa ngục, tôi nghĩ đến vợ tôi và biết rằng sẽ không gặp lại nàng nữa. Tôi không thể nào thoát ra được, và nàng thì không biết tôi đang ở đâu. Vợ tôi không thể tìm tôi được. Ý tưởng không thể thoát khỏi địa ngục được đã thực sự hành hạ tôi. Tôi phải sống như vậy cả cõi đời đời, và rằng nàng cũng không thể tìm ra tôi. Tôi không thể tìm đến nàng, trong khi nàng không biết chuyện gì đã xảy ra cho tôi. Điều đó thật rùng rợn đối với tôi. Trước đây tôi từng nói với vợ tôi rằng, cho dù có động đất hay bất cứ việc gì xảy ra, thì tôi sẽ tìm đến với nàng, và với bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ tìm được nàng. Nhưng bây giờ tại địa ngục này, thì tôi không thể đến với nàng được. Một điều nữa là bạn phải ở đó vĩnh viễn xa cách người thân của mình. Tôi suy nghĩ về những người sống trên mặt đất. Tôi biết rằng cả thế giới đang hoạt động ở trên kia, nhưng những người ở trên đất ấy không nhận ra cả một thế giới đang hoạt động ở dưới nó. Hầu như ít người nhận biết rằng hàng triệu người ở dưới đó đã từng sống trên mặt đất này. Họ đang ở đó, chịu hình khổ. Họ từng sống ở đây với cuộc đời giống như bạn và tôi. Họ đã bước đi trên đất này, làm việc và hưởng niềm vui với gia đình. Bây giờ họ cứ mất đời đời tại chỗ này, và họ không còn được gặp gia đình hay bất cứ một ai. Tôi thoáng suy nghĩ trở ngược lại quá khứ. Tôi muốn một bữa ăn ngon hay một giọt nước. Nước thật là quý. Tôi chỉ muốn một giọt, giống như người nhà giàu trong Kinh Thánh từng nói. Một giọt nước là đặc biệt lắm rồi. Bây giờ tôi thực sự đánh giá cao về nước. Bất kỳ đi đâu, vợ chồng tôi cũng mang nước theo. Khi đi khắp nơi trên thế giới, chúng tôi đã thu thập lại tất cả những mẫu nước và lưu giữ làm kỷ niệm trong một cái quầy tại nhà tôi. If you don't like water, you want to learn to love it, because you know when my wife poured it for me when we returned, she poured me a glass of water. Nếu quý vị không biết quý nước, hãy yêu nó, bởi vì khi tôi từ địa ngục trở về, vợ tôi đem cho tôi một ly nước, và bất chợt tôi biết có sự sống ở trong ly nước đó. Nước đại diện cho sự sống. Kinh Thánh nói điều đó trong Khải Huyền đoạn 21. Thật là tuyệt vời cho tôi khi nhìn vào nước mà nghĩ rằng có sự sống ở trong đó. Không có sự sống ở địa ngục, không có nước ở địa ngục. Sateri đoạn 9 câu 11 nói về những kẻ tù ở trong hố không có nước. Nước rất là quý. Và bây giờ tôi sẽ uống một chút nước. Anyway, so...
Từ trong địa ngục, tôi đã suy nghĩ về tất cả những người sống trên đất, nhưng tôi không có cách nào để thoát khỏi chỗ đó cả. Tuyệt đối không có lối thoát. Bằng mọi cách, bạn không thể nào thoát khỏi địa ngục được. Tại đó thì tôi hiểu được cõi đời đời, nhưng tại đây, ở trần gian này, thì khó có thể hiểu được cõi đời đời. Bởi vì cái gì cũng có bắt đầu và kết thúc, sự việc phải dừng lại tại chỗ nào đó, và lúc nào chúng ta cũng nghĩ về dòng thời gian. Nhưng khi ở trong thân thể tâm linh, bạn sẽ hiểu được cõi đời đời, và tôi có thể biết chắc rằng tôi phải ở đó đời đời và không thể nào thoát khỏi được. Có nhiều sự hành hạ khủng khiếp mà bạn phải chịu đựng tại địa ngục, nhưng điều tệ hại nhất là bạn biết rằng sẽ không có lối thoát, bạn phải chịu đựng cả cõi đời đời. Trước khi kể đến phần hấp dẫn là được gặp Chúa Giêsu, tôi muốn cho anh chị em xem một đoạn video chừng 3 phút mà tôi và bà Mary Kay Parker đã dựng nên để minh họa về địa ngục. Chúng tôi cố gắng tìm trong những đoạn phim của Hollywood để chọn lựa những cảnh giống như sự thật mình đã thấy, tuy nhiên vẫn còn kém xa so với thực tế. Trong cảnh tượng của bà Mary Kay Parker thì cô ta thấy một phụ nữ đang chạy và linh của sự sợ hãi theo đuổi cô ta cả cõi đời đời trong địa ngục. Tôi không biết làm sao bà này còn sức để chạy, bởi vì đối với tôi thì không còn chút sức lực nào. Có nhiều điều trong địa ngục mà tôi không thấy. Địa ngục là một nơi rộng lớn, và Chúa cho tôi thấy chỉ một phần thôi. Có lẽ cô ấy thấy phần đó. Trong phim cũng có phần minh họa lời làm chứng của mục sư Kenneth Hagin, lúc ông thấy mình bị đem đến cái cổng của địa ngục, và các bạn sẽ thấy con vật tôi từng thấy, cũng như sẽ thấy những cảnh người ta bị treo lên thập tự giá, mà bà Mary Kay Parker nói rằng đó là những người đã từng nhạo báng thập tự giá. Tại địa ngục thì họ bị treo lên đó đời đời. That's part of what you'll see. So hopefully this will give you a little bit of a visual. It's just 3 minutes long, and then we'll get back to the good part. Hy vọng rằng đoạn phim sẽ mang lại cho anh chị em phần nào hình ảnh của địa ngục. Sau khi xem phim, tôi sẽ nói về việc được gặp lại Chúa Giêsu. Hell is on the earth.
Có thể các bạn nói rằng, ồ, đó chỉ là phim tưởng tượng của Hollywood thôi. Vâng, đúng vậy. Nhưng tôi xin nói với các bạn rằng, địa ngục còn tồi tệ hơn như vậy rất nhiều lần. Bạn không thể tưởng rằng ở trong một chỗ đáng sợ như vậy mà không còn cơ hội để trốn thoát, không chút sức lực, không làm gì được, không có sự cứu chuộc nào đến để giải cứu, không có thiên sứ bảo vệ, thì tệ hại là dường nào. Có rất nhiều người đang muốn biết Kinh Thánh nói gì về việc này, cho nên tôi sẽ trích vài chỗ. Matthew đoạn 25 câu 41 nói rằng, địa ngục là nơi được dựng nên cho ma quỷ và quỷ sứ của nó, không phải dành cho con người. Esai đoạn 14 câu 15, Ezechiel đoạn 28 câu 17, Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 2 câu 4, Giu-đea đoạn 6, Khải Huyền đoạn 12 câu 4 đến câu 8 nói rằng ma quỷ bị đuổi xuống trần gian. Như vậy chúng ta biết ma quỷ là những thiên sứ sa ngã trong địa ngục, trong âm phủ và có trên mặt đất. Kinh Thánh Matthew đoạn 24 câu 51 chép rằng chủ sẽ đánh xé xương, đó sẽ là nơi khóc lóc và nghiến răng. Matthew đoạn 18 câu 34 nói rằng phú nó cho kẻ tra tấn. Một trong những nhà giải kinh được tôn trọng nhất tên là Matthew Henry cho biết câu kinh thánh này có nghĩa là ma quỷ, những kẻ thi hành cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, sẽ tra tấn họ đời đời. Trong Luca đoạn 12 câu 47 nói về những kẻ bị đòn nhiều hay bị đòn ít. John Wesley nói rằng, vì những kẻ thi hành cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đã sẵn sàng, thì một khi bạn bị trao trong tay chúng, bạn sẽ bị cầm giữ đời đời. To them, you are undone forever. And then Psalms 50 verse 22 says, "You that forget God, I will tear you." Và trong Thi Thiên đoạn 50 câu 22 ghi rằng, vậy hỡi các người quên Đức Chúa Trời, khá suy xét điều đó, kẻo ta sẽ nát ngươi, không ai giải cứu chăng. Nhà giải kinh Matthew Henry giải thích rằng, những ai không để ý đến những điều cảnh báo trong lời Đức Chúa Trời, chắc chắn sẽ bị xé nát xương bởi những kẻ hình hình. Có những người uy tín, những học giả, những nhà giải kinh tin vào những câu kinh thánh này và ứng dụng của nó. Nhưng điều rất đáng vui mừng ấy là không ai trong chúng ta sẽ phải đến đó. Đó là tin vui. Thiên Chúa không làm nên địa ngục cho loài người. Trong Matthew đoạn 25 câu 41 cho biết địa ngục chỉ được dựng nên cho ma quỷ và quỷ sứ của nó. Đó là tin vui. Tôi đang đứng sát cạnh hố lửa đó, thì có một cái gì đó nâng tôi lên cao, thế là tôi được đưa lên và ở trong một đường hầm, giống như là một cái hang lớn. Ở chung quanh vách hầm thì đầy những vật quỷ quái, vài con cao 7 và 8 tấc, vài con cao từ 1 thước 2 đến 1 thước rưỡi, vài con khổng lồ cao đến 4 mét. Có những con rắn và những con nhện, những thứ mà bạn ghét. Sâu, bọ, dòi, tất cả những thứ kỳ quặc thì ở đó. Chúng có chung một tư tưởng là ghen ghét bạn. Vì lý do nào đó, chúng ghét bạn, chúng muốn hành hại bạn. Những con vật này bị dính ở trên tường. Tôi không thể giải thích điều đó, nhưng tất cả chúng bị xích vào trong tường. Tôi mừng vì chúng bị xích, bởi vì chúng không đến gần tôi được. Như tôi đã nói, thân thể của chúng bị biến dạng, méo mó và không cân xứng chút nào cả. Thật là kỳ quặc, ma quái. Có một điều gì đó ma quái trong từng con. Những con dòi bò, bò khắp nơi. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu có nói rằng, sâu bọ của chúng chẳng hề chết và lửa chẳng hề tắt. Sâu bọ của địa ngục là một loài sâu bọ đặc biệt. You know, if an animal would be dead off the side of the road and you see it has maggots in it, this is gross, I know, but một điều thực tế là ở trong xác của một sinh vật bị chết thì sẽ có dòi bọ sinh ra. Đấy là điều rất kinh tởm, và chúng ta biết là các dòi bọ này sẽ chết khi thể xác ấy bị tiêu hủy hết. Thế nhưng Chúa Giêsu nói rằng có một nơi mà sâu bọ của chúng chẳng hề chết, bởi vì thân thể không bao giờ bị tiêu hủy. Thân thể thuộc linh của con người vẫn tồn tại đến đời đời, cho nên những con dòi bọ cứ đục bát thân thể của họ hoài, và lửa cứ đốt mãi, nhưng thân thể họ vẫn sẽ không bị tiêu hủy. Cũng giống như bụi gai cháy không hề tàn, mà mỗi xe đã nhìn thấy. Thân thể của bạn sẽ không bao giờ bị tàn lụi trong địa ngục, nhưng cứ bị lửa nung đốt cháy mãi, thật là khủng khiếp. Tôi cũng suy nghĩ, không biết ai có thể chống lại được với một trong những con vật quỷ dữ này. Cứ nhìn vào bộ dạng khổng lồ và sự gian ác trong tâm địa của nó rất ghen ghét loài người, thì tôi biết rằng thật không ai có thể chiến đấu với chúng. Chúng ghét tôi với sự ghen ghét tột cùng, và chúng nhạo báng Chúa. You know, and there's a scripture in Psalms 106:41 says,
Có một câu kinh thánh trong Thi Thiên 106 câu 41 nói rằng, Ngài phó họ vào tay các ngoại bang, những kẻ ghen ghét họ, cai trị trên họ. Ở đây, Chúa nói về Ngài phó dân Do Thái vào tay những kẻ ghét họ, và sự rủa xả đó ở trên đất, cũng giống với loại rủa xả họ phải gánh chịu trong địa ngục. Bạn sẽ được giao cho những con quỷ này, và chúng là những kẻ ghét bạn, sẽ cai trị trên bạn, và bạn không thể làm gì được. Chúa đã tạo dựng nên loài người chúng ta là loài tạo vật cao nhất, có đúng không? Chúng ta đã làm việc chăm chỉ và học biết nhiều kiến thức. Thế nhưng, khi phải đến địa ngục, thì bạn sẽ bị những con vật bị kể là loài thấp nhất trong sự tạo dựng cai trị bạn. Điều đó ghê tởm biết bao. Những con vật vô giá trị này rất ghét bạn và chỉ biết hành hạ bạn mãi cho đến đời đời. Bạn chẳng có không khí để thở. Bạn không thể ăn, bạn không thể ngủ, bạn bị đốt cháy. Bạn bị các loài vật quỷ quái hành hạ, và bạn phải chịu hết những điều này trong cả quãng đời đời. Còn gì tệ hơn như vậy không? Thế rồi, khi tôi bắt đầu được nâng lên vào trong con đường hầm, thì tất cả trở nên tối đen, bởi vì tôi đã rời khỏi ngọn lửa cháy, và nó chỉ đủ sáng để thấy những hố lửa. Như tôi đã nói, tại địa ngục thì ánh sáng không thể chiếu xa, nhưng cũng đủ để tôi có thể thấy một chút. Nó tối đen như mực, và tôi rất sợ, vì biết rằng mình phải ở đó cả cõi đời đời. Và thế rồi bất chợt, tôi muốn nói là rất bất ngờ, có một ánh sáng hiện ra giống như là một sự báo trước, và rồi ánh sáng đó chính là Chúa Giê-xu. Khi Ngài hiện ra, tôi ngã dưới chân Ngài, tôi không thấy mặt Ngài, tôi chỉ thấy một ánh sáng chói chang và có hình dáng của một người nam trong ánh sáng đó, rất là sáng, tuyệt đối trắng. Và tôi ngã xuống dưới chân Ngài, và tôi chỉ muốn thờ phượng Ngài. Tôi không muốn rời khỏi đó. Tôi không muốn động đậy. Tôi không muốn một điều gì hết. Tôi chỉ muốn cảm tạ. Một giây phút trước đó, tôi là người hư mất đời đời. Và rồi Ngài đặt vào tâm trí tôi rằng tôi là một cơ đốc nhân, và tôi không cần phải đến địa ngục. Ôi, chỉ trong một thoáng chốc mà từ trong địa ngục được thoát đến phút giây ở trong sự hiện diện với Thiên Chúa, thật là tuyệt vời. Tôi không thể nào diễn tả được. Sự hiện diện của Chúa Giê-xu rất là vinh hiển và rất mạnh mẽ. Tôi chỉ muốn nằm tại chân Chúa thôi. Tôi không biết bao lâu, và có lẽ không lâu lắm, Ngài chạm đến tôi. Tôi nói, Chúa Giê-xu, Ngài nói, ta đây. Tôi biết, đó là Ngài. Bạn không cần phải suy nghĩ chút nào để nhận ra Ngài là ai. Có người hỏi, làm sao anh biết đó không phải là ma quỷ? I've seen enough devils, you know, I know what they're like. Tôi thấy ma quỷ nhiều rồi, và tôi biết hình dáng nó ra sao. Sự hiện diện của Chúa quá mạnh mẽ, không thể nào lầm lẫn được. Ngài là Chúa Giê-xu. Ngài rất mạnh mẽ và bình an, chan chứa tình yêu thương và tất cả những điều như vậy. Tôi cố gắng để giải thích cho bạn, nhưng giống như tôi đã nói, khi ở tại chân Ngài, thì tôi cảm nhận như mình đã chết. Tôi không thể diễn tả được. Trong Khải Huyền đoạn 1, câu 16 và 17, Sứ Đồ Giăng cho biết rằng, mặt Ngài như mặt trời khi soi sáng hết sức, vừa thấy người, tôi ngã xuống dưới chân người như chết. Đó là điều đã xảy ra, và tôi cảm nhận giống như vậy. Thế rồi, Ngài chạm đến tôi, và tôi được phục hồi. Và những ý tưởng bắt đầu hình thành trong đầu tôi. Tuy tôi không muốn hỏi Ngài điều gì cả, tôi chỉ muốn cảm tạ và biết ơn, nhưng các tư tưởng bắt đầu xuất hiện trong tâm trí tôi, và Chúa Giê-xu đã trả lời những ý tưởng của tôi. Tôi không thực sự muốn hỏi, nhưng Ngài lại trả lời. Tôi nghĩ, tại sao Ngài lại đem tôi đến một chỗ khủng khiếp như thế này? Ngài trả lời, vì nhiều người không muốn tin rằng địa ngục là có thật. Ngay cả dân sự ta cũng không tin rằng địa ngục là có thật. Điều Chúa nói khiến tôi giật mình. Sau đó tôi gặp rất nhiều cơ đốc nhân không tin có địa ngục. Hay là họ tin vào thuyết cực diệt, nghĩa là bị tiêu hủy mất đi, hoặc tin thuyết phổ độ, cho rằng nếu phải vào địa ngục thì đến một lúc nào đó mọi người sẽ được ra khỏi. Có rất nhiều cơ đốc nhân được tái sinh, yêu mến Chúa, nhưng họ không thực sự tin có địa ngục. Thật là đáng sửng sốt khi một bài viết trên tờ Thời báo ngày 19 tháng 6 năm 2002 với tựa đề Giữ lại lửa và diêm sinh. Và phỏng vấn những mục sư thì ngoài trừ Ray Comfort ra, không ai dạy về địa ngục. Họ đều nói, địa ngục là chuyện xưa rồi. Chúng tôi không tin điều đó. Chúng tôi biết địa ngục chỉ là sự tách rời khỏi Đức Chúa Trời mà thôi. Những điều các người ấy nói đã được đăng trên báo. Các bạn có thể tự mình kiểm tra lại điều này. Nhiều hội thánh không dạy về địa ngục, và nhiều người không tin có địa ngục. Vì vậy, Chúa Giê-xu nói rằng, ngay cả dân sự ta không tin có địa ngục, hãy đi và nói với họ là địa ngục có thật.
Ta không muốn ai phải đến đó. Hãy đi nói với họ rằng đó không phải là ý muốn của ta để một ai phải vào đó. Và tôi nghĩ trong tâm trí rằng, vâng, thưa Chúa, con sẽ đi. Khi ở trong sự hiện diện của Ngài như vậy, thì tôi chẳng có giây phút nghi ngờ nào. Thế rồi tôi nghĩ, Chúa ơi, tại sao những con quỷ ghét con dữ vậy? Và Ngài đáp, bởi vì con được tạo dựng theo hình ảnh của ta, và nó ghét ta. Giăng đoạn 15 câu 18 chép rằng, hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Chúng nó ghét loài người, ghét chúng ta. Nó không thể làm gì chống lại Chúa, nên nó có thể hành hạ những tạo vật của Chúa. Và đây là điều mà chúng muốn làm. Nó muốn hành hạ và tổn thương chúng ta. Tôi nghĩ, Chúa ơi, tại sao Ngài lại chọn con? Đúng ra là tôi không nên suy nghĩ như vậy, bởi vì đó là một ý nghĩ ngạo mạn. Khi một vị đại tướng đến với bạn trong quân đội và nói rằng hãy đi bảo vệ doanh trại, thì bạn không thể hỏi rằng tại sao lại chọn tôi. Bạn không thể nói như vậy. Bạn chỉ tuân lệnh và làm theo chỉ thị mà thôi. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đến điều đó. Chỉ nghĩ đến thôi chứ không nói ra. Và Chúa Giê-xu cũng không cho tôi câu trả lời. Ngài không cho tôi biết tại sao Ngài lại chọn tôi. Vì vậy, tôi không thể hiểu được tại sao Ngài lại chọn tôi. Theo ý tôi là người ít thích hợp nhất. Tôi là người môi giới địa ốc. Tôi không phải là Billy Graham hay là mẹ Teresa. Không phải là một ai quan trọng cả. Like I said before, tôi không thích I don't even like the summertime, so you know the heat bothers me. I love order and cleanliness and I'm a fanatic about all those things and hell is the antithesis. It's filthy, disgusting, stench, horrible. I mean, all this would hate those things. Trong khi địa ngục lạnh ngược lại những điều đó, địa ngục dơ bẩn, kinh đạo, hôi thối, khủng khiếp. Ý tôi muốn nói là mọi người đều ghét những điều như vậy, và riêng tôi lại rất là cực đoan về lĩnh vực này. Nếu phải chọn người đến địa ngục, thì tôi nghĩ tôi phải là người cuối cùng, và Ngài đã không cho tôi câu trả lời. Có lẽ Ngài không thể chọn ai khác. Tôi không biết. Rồi Ngài nói với tôi rằng, hãy bảo họ là ta sẽ đến rất là mau chóng. Và Ngài lặp lại, hãy nói với họ là ta sẽ đến rất là mau chóng. Ngài nói tôi hãy đi và bảo cho mọi người lần nữa rằng, ta không muốn ai đến chỗ này. Tôi nghĩ, thưa Chúa, tại sao con lại giống như người đã không biết đến Ngài? Và Chúa nói, bởi vì nếu con nhớ rằng mình đã là cơ đốc nhân, thì con sẽ có hy vọng. Nhưng ta muốn con kinh nghiệm điều mà mọi người sẽ có cảm giác rằng khi đã vào địa ngục rồi thì phải hư mất đời đời trong vô vọng, không hề thoát khỏi được. Kinh nghiệm quan trọng nhất tại địa ngục ấy là sự không có niềm hy vọng, bởi vì sự khổ hình rất là khủng khiếp. Khi sống tại địa cầu này, chúng ta không biết tình trạng vô vọng là gì. Bởi vì ngay cả những tù nhân trong các trại tập trung vẫn còn hy vọng rằng khi họ chết đi thì sẽ được thoát khỏi đó. Ở tại địa ngục thì bạn không thể chết được, không bao giờ ra khỏi được. Hãy suy nghĩ một giây mà thôi, đó là sự kinh khủng của cõi đời đời. Điều đó vượt quá tâm trí bạn để có thể đón nhận. Đó là lý do tại sao thật là khó cho tôi để có thể cố gắng diễn tả nó tệ hại đến mức nào. Và đó cũng là lý do Chúa đã giấu khỏi tâm trí tôi rằng tôi đã là một cơ đốc nhân. Anyway, the Lord said, the Lord, we kept ascending up above the earth's surface, and we went way above the earth's surface. Chúng tôi tiếp tục bay cất lên, và dù đã vượt khỏi bề mặt trái đất, nhưng vẫn ở trong một đường ống hình thành bởi cơn gió lốc bao quanh. Tôi không thể thấy, nhưng biết là có ở đó. Chúng tôi lên thật cao, đến chừng vượt ra khỏi đường ống gió lốc này, thì đã ra ngoài vũ trụ. Quay nhìn lại, tôi thấy địa cầu giống như trái banh. Tôi đang ở bên ngoài vũ trụ. Tôi cũng biết điều này nghe giống chuyện hoang đường thật khó tin, nhưng đấy là sự thật. Khi ở ngoài vũ trụ, thật là tuyệt vời được thấy trái đất lơ lửng trong khoảng không. Trong Kinh Thánh, sách Gióp đoạn 26 câu 7 cho biết, Ngài treo trái đất trong khoảng không không. Địa cầu treo trong khoảng không, chẳng có gì nắm giữ, mà nó vẫn lơ lửng tồn tại, thật tuyệt vời. Tôi mong mọi người đều được thấy cảnh này. Hầu hết các phi hành gia đều là cơ đốc nhân, bởi vì khi ra ngoài vũ trụ, họ nhìn thấy những điều khó có thể tin được rằng địa cầu được treo như vậy, mà quay thật chính xác. Chúa cho phép tôi có một khoảnh khắc để kinh nghiệm và biết đến một phần quyền năng Ngài. Tôi cảm nhận được sự điều khiển của Ngài trên mọi sự. Thật là một kinh nghiệm bình an khi Chúa cho phép tôi cảm biết sự vĩ đại của vũ trụ, của các ngôi sao, hành tinh, và Ngài tể trị từng cái một. Có cả hàng tỷ thiên hà,
Thế mà Chúa đặt tên và biết được mọi điều đang diễn ra khắp mọi nơi. Thật là đáng giật mình khi cảm nhận quyền hạn mà Ngài tẩy trị trên muôn vật và khi nhìn quả đất xoay chuyển hàng ngàn dặm mỗi giờ một cách toàn hảo. Thế mà nước sông biển không bị tràn lên mặt đất. Tôi nhìn đại dương và suy nghĩ, điều gì đã giữ nó lại? Nó chỉ cần tràn lên mặt đất một lát thôi thì đã có thể nguy hại rất nhiều. Ngài giữ đất tại đó, giữ nước tại chỗ của nó. Tôi biết rằng Ngài hiểu được tất cả mọi suy nghĩ của cả nhân loại. Những con chim không rơi xuống, mọi sợi tóc trên đầu đã được nếm. Tất cả những điều đó đến với tâm trí tôi, xuyên nhanh qua tư tưởng tôi. Được ở bên Ngài và biết những quyền năng Ngài đang nắm giữ, thật là điều không thể tin được. Ngài thật đang thể trị mọi sự và không có gì mà Ngài bất năng. Đôi khi chúng ta nghĩ Chúa không nghe lời cầu nguyện của mình, hay chúng ta tự hỏi, tại sao Ngài bỏ sót việc này hay điều kia? Không, Ngài chẳng sót một điều gì cả. Ngài hoàn toàn quản trị mọi sự. Thiên Chúa đã cho tôi cảm nhận một phần tình yêu của Ngài. Lúc đầu, khi đối diện với các con quỷ, tôi thấy chúng nó có sức mạnh lớn lao. Nhưng lúc được ở với Chúa Giê-xu, khi Ngài nâng tôi lên trong con đường ống của cơn gió lốc ấy, thì tôi thấy bọn quỷ chỉ giống như các con kiến bò tường. Chúng thật là nhỏ bé trong sự hiện diện của Ngài. Tôi thực sự không thể giải thích rằng bọn quỷ đã biến thành nhỏ bé hay là chúng vẫn thế, nhưng đã trở nên chẳng ra gì đối với Chúa Giê-xu. Tôi nói, thưa Chúa, nhìn vào những con vật kia, chúng nó rất lớn đã làm con sợ. Và Chúa nói, con chỉ cần đuổi nó ra trong danh ta. Và lập tức tôi cảm nhận sự nôn nóng với suy nghĩ tức giận những con vật hành hạ tôi. Tôi nghĩ rằng, Chúa ơi, bắt nó, bắt lấy nó, con muốn xé nó ra từng mảnh. Thiên Chúa đã ban uy quyền của Ngài cho chúng ta để giải đặt ma quỷ. Bạn không cần phải sợ chúng chút nào khi bạn biết Chúa Giê-xu. Không có Chúa Giê-xu, bạn sẽ thua chúng. Khi chúng tôi trở lại gần địa cầu hơn, Ngài cho tôi nhìn vào đường hầm mà tôi vừa ra khỏi đó, và tôi thấy người ta rớt xuống, hết người này đến người kia vào trong đó. Tôi nhìn và suy nghĩ, Chúa ơi, những người đó rớt vào chỗ mà con mới vừa ra khỏi, và Ngài lại cho tôi cảm nhận một phần của tấm lòng Ngài, tình yêu mà Ngài dành cho chúng ta. Ngài rất đau lòng nhìn thấy họ rơi vào địa ngục. Ngài thực sự đau lòng, và tôi không thể chịu đựng những điều mà Ngài cảm nhận. Tôi phải bảo Ngài dừng lại. Tôi nói, Chúa ơi, xin dừng lại. Con không thể chịu đựng nổi nỗi đau của Chúa. Chúa Giê-xu khóc cho mỗi người phải rơi vào địa ngục. Ngài không muốn ai phải vào địa ngục. Như tôi đã nói, Thiên Chúa không tạo dựng địa ngục cho loài người. Nó dành cho ma quỷ và quỷ sứ của nó. Loài người được quyền chọn lựa và phải chọn lựa khi còn sống. Chỉ một giây sau khi chết là đã quá trễ rồi. Chúa để tôi cảm nhận tình yêu Ngài đối với họ, và tôi phải bảo Ngài dừng lại. Thật là điều vinh dự để cảm nhận tình cảm Ngài yêu chúng ta như thế nào. Khi ở nơi chân Chúa, tôi thoáng nghĩ, nếu Chúa Giê-xu không chịu chết trên thập tự giá thì sao? Tất cả chúng ta sẽ đến nơi đó, nhưng vì Ngài đã chịu chết, chúng ta không cần phải đến địa ngục. Tôi biết ơn Ngài về những điều Ngài đã làm cho chúng ta. Đồng ý với tôi chứ? Khi nhìn xuống trái đất, tôi muốn dừng ở đó một chút, chỉ để ngắm nhìn địa cầu. Nó rất vinh hiển. Tôi tin rằng Chúa cho phép tôi nhìn nó, vì khi còn bé, tôi muốn nhìn trái đất từ không gian. Tôi đã từng muốn trở thành phi hành gia, và tôi tin Đức Chúa Trời nhớ những suy nghĩ đó. Ngài nhớ những suy nghĩ của tôi, dù đó là việc rất nhỏ, nhưng đó là điều lòng tôi mong ước. Ngài đưa tôi trở về bằng con đường đó, để tôi có thể thấy địa cầu từ không gian. Ngài nhớ điều đó, và tôi nghĩ rằng rất là tuyệt vời, bởi vì Ngài nói rằng Ngài ban cho chúng ta điều lòng mình ao ước, và nếu Ngài nhớ những việc nhỏ như vậy, thì những điều lớn và quan trọng hơn mà chúng ta ước ao, Ngài sẽ nhớ là dường nào. Thật là tuyệt vời được nhìn thấy trái đất từ không gian. Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy điều đó. Khi bắt đầu trở về thì chúng tôi đi rất nhanh. Những lục địa di chuyển thật là nhanh. Chúng tôi đến California và vụt thẳng đến nhà tôi. Có một điều để suy nghĩ thêm ở đây. Trên đường trở về, lúc bắt đầu vào tầng khí quyển, thì tôi nhớ đến việc các nhà du hành vũ trụ đã phải vượt qua lớp khí quyển này với một góc độ thật chính xác, vì nếu không thì họ sẽ bị thiêu cháy. Cho nên lúc đang xuyên qua tầng khí quyển, tôi tự nghĩ rằng, ô kìa, chúng ta đang vượt qua nó mà chẳng sao cả. I mean, so you think the way you do now, you know, stupid, you know. Nếu có Chúa đi cùng thì bạn biết chắc là mình nên làm điều gì rồi. Tôi thật là ngu xuẩn quá.
Tôi nghĩ rằng Chúa cũng thấy điều đó là khôi hài. Đấy chỉ là một chút suy nghĩ để chia sẻ thêm về những điều mà bạn có thể suy nghĩ đến vì tâm trí bạn vẫn còn ở đó. Khi về đến California, tôi nhìn thấy thân thể mình nằm trên sàn nhà, và trước hết, Chúa cho tôi cảm nhận câu Kinh Thánh Gia Cơ đoạn 4 câu 14, cuộc sống giống như hơi nước. Thình lình tôi thấy cuộc sống giống như hơi nước, thật tuyệt vời. Tôi thực sự nhìn thấy hơi nước bay lên phía trên căn nhà của tôi như hơi của ấm trà. Tôi nghĩ, ồ, đó là cuộc đời tôi. 100 năm chúng ta sống tại đây đã qua rồi. Tôi kinh ngạc khi thấy điều đó. Các việc chúng ta làm tại địa cầu này chỉ giống như hơi nước nhỏ nhoi, nhưng lại được đếm cho cả cõi đời đời. Thế mà tại đây, chúng ta lại suy nghĩ thật giới hạn. Chúng ta tìm kiếm những điều chúng ta mong muốn, những điều quá tạm bợ và không là gì cả so với cả cõi đời đời. Những điều chúng ta làm bây giờ được đếm cho cõi đời đời. Những hy sinh của bạn bây giờ được đếm cho cõi đời đời. Và đó là tất cả những điều chúng ta có thể làm cho Thiên Chúa hài lòng. Thật khó có thể diễn tả điều này. Cuộc đời chỉ giống như một ngụm khói bay đi, nên tôi nghĩ rằng mình phải đi ra và làm những điều mà Thiên Chúa kêu gọi tôi. Chúng ta không có nhiều thời gian. Đời người thật quá ngắn ngủi so với cõi đời đời. Chúa cho tôi thấy điều đó, và rồi chúng tôi đến trên thân thể tôi. Lập tức, tôi biết rằng Chúa Giê-xu sẽ rời khỏi tôi, nên tôi vội xin Ngài đừng đi. Thế nhưng tôi đã cảm nhận rằng tôi đã trở vào trong thân xác của mình, không biết bằng cách nào. Ngay khi Chúa rời khỏi tôi, thì những sự kinh hoàng lập tức quay trở lại. Bạn không thể sống với những nỗi khiếp sợ của địa ngục còn trong trí nhớ. Bạn không tồn tại được với cảm giác sợ hãi quá kinh hoàng ấy. Nên tôi biết ngay lập tức rằng thân thể tôi đang chết. Tôi biết tôi sẽ chết, bởi vì sự khủng hoảng của nỗi kinh hoàng quá lớn lao này đang giết thân thể tôi. Tôi không thể sống với các điều khiếp sợ ấy được, và tôi có thể cảm nhận rằng thân thể mình đang chết dần. Thế là tôi la lên. Tôi không còn biết mình đang ở đâu, và cũng chẳng còn biết điều gì xảy ra. Tôi không biết là mình đã trở lại. Tôi chẳng còn biết gì hết. Vợ tôi chạy đến cầu nguyện cho tôi khoảng 20 phút, và rồi tôi bắt đầu nhận ra là tôi đang ở trần gian. Tôi không còn ở địa ngục. Tôi trở về lại rồi. Tôi đang ở đây. Tôi rất mừng khi được trở lại. Nhưng tôi vẫn ở trong trạng thái hoảng loạn. Vì thế nên tôi nói với nàng rằng hãy cầu nguyện để xin Chúa lấy điều kinh hãi này ra khỏi tâm trí tôi. Bởi vì tôi đang chết. Thân thể tôi đang chết dần đây. Thế là vợ tôi cầu nguyện. Và chỉ trong chớp mắt, sự kinh hoàng đã rời khỏi tôi, nên thân thể tôi được phục hồi. Như tôi đã nói, bạn không thể sống với nỗi kinh hoàng của địa ngục. Bởi ơn lành của Chúa, Ngài khiến tôi giàu nhớ lại mọi việc, nhưng không còn cảm giác sợ hãi kinh hoàng nữa. Mặc dù lúc ấy tôi được bình tĩnh lại, nhưng phải mất một năm sau, tôi mới trở lại bình thường được. Ngay cả khi Chúa đã cất đi sự kinh hoàng khỏi tâm trí tôi, nhưng vẫn phải mất một năm trời, tôi mới hết cảm thấy bực bội về ảnh hưởng của điều này. Kinh Thánh có nói về địa ngục, nhưng khi bạn đã đến đó và trở về để nói lại với ai đó, nhưng họ trả lời rằng họ không tin. Họ không tin những chuyện về Chúa Giê-xu, không tin nơi Kinh Thánh. Thì bạn chỉ muốn nắm lấy cổ để vỗ lên mặt họ mấy cái, rồi nói rằng tỉnh dậy đi, địa ngục là có thật, và bạn sẽ đến đó nếu bạn không tỉnh dậy. Tôi đã cảm thấy bực bội cả một năm dài, và cô Mary K. Parker đã báo trước cho tôi biết rằng tôi sẽ cảm nhận như vậy. Cô nói rằng anh sẽ bị bực bội đến mức anh không thể ổn định được, và anh không thể cứu được ai. Trước đây tôi cũng vậy, tôi đã muốn làm chứng cho bất cứ cái gì chuyển động, và đó là điều tốt. Thế nhưng anh cần phải kiềm chế một chút. Một năm sau, khi tôi bình tĩnh lại, thì tôi bắt đầu đi nói chuyện tại nhiều nơi. Điều quan trọng là tất cả chúng ta được giao phó một điều gì đó để làm cho Thiên Chúa. Ai cũng có một sứ mạng. Chúa gọi tôi để đi nói với mọi người, bởi vì Chúa không muốn một ai đi vào chỗ đó, không một ai ở đây cần đi đến địa ngục cả. Nhưng đó là tùy theo sự lựa chọn của bạn. Chúng tôi có rất nhiều câu chuyện về những kinh nghiệm có thể xác chứng thực trải của tôi. Tôi muốn chia sẻ nhanh hai điều thôi. Những điều này có trong cuốn sách.
Khi tôi được mời đến nói chuyện với một hội thánh người Nga tại Sacramento, có một đám đông thật lớn, khoảng chừng 5.000 người tham dự, nên cần phải thông dịch sang tiếng Nga nữa. Đến cuối buổi nhóm, một ông già run rẩy tay cầm gậy đi lên. Ông đến phía trước hội chúng, đưa cây gậy lên cao và nói rằng, đây là người mà tôi đã từng nói đến. Nghe ông nói xong, mọi người lập tức vỗ tay và la lớn tiếng rất là kích động. Tôi không biết ông cụ đã nói điều gì, và ông ta là một trưởng lão của hội thánh, nên tôi hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Thì được giải thích là ông lão đã từng tham gia Thế chiến thứ nhì, và bởi vì ông là người Nga gốc Do Thái, nên ông đã bị giết tại một trong những trại tập trung ở Auschwitz. Vì là người Do Thái nên ông bị quăng vào lò sát sinh. Lúc đó ông chưa phải là cơ đốc nhân. Ông đã xuống đến địa ngục, nhưng có một đấng nào đó đã đem xác ông ra và làm cho ông sống lại. Ông có viết một cuốn sách thuật lại những kinh nghiệm của mình. Ông đã cầu nguyện rằng, Thiên Chúa ơi, một ngày nào đó xin cho có người đến đây để xác nhận điều con đã thấy. Xin cho có một ai đó sẽ đến đây. Ông đã dâng lời cầu nguyện này trong năm 1944, và như vậy là 60 năm sau, tức là năm 2004, thì tôi là người được vinh dự Chúa dùng làm sự giải đáp cho lời cầu nguyện của ông cụ. Tôi nghĩ thật là một điều lạ lùng. Vâng, điều quan trọng nhất là sứ điệp về địa ngục đã mang người ta lại sự cứu rỗi. One pastor that had sent a book to a lady, and he sent a DVD of me or a CD of me speaking at a church. Có một mục sư kia gửi cuốn sách đến cho một thiếu phụ. Ông cũng gửi kèm theo CD mà tôi làm chứng tại nhà thờ. Vì thiếu phụ này không biết CD đó là gì, nên bà bắt đầu nghe. Con trai bà bước vào phòng ngay lúc đó. Anh khoảng hơn 30 tuổi và mới đi tù về. Anh bị tù 20 năm và anh đang được điều trị bằng thuốc. Anh không bao giờ muốn nghe điều gì về Kinh Thánh, nhưng lúc ấy anh đã ngồi xuống và bắt đầu lắng nghe CD này. Bà mẹ ngạc nhiên khi thấy anh chăm chú nghe, và lúc nghe đến phần cuối, anh đã quỳ xuống và nói rằng, con cần phải được cứu. Rồi anh mời Chúa đến làm Chúa cuộc đời của mình. Bà mẹ vô cùng ngạc nhiên rằng, sau 20 năm con của bà cuối cùng rồi cũng được Chúa cứu. Anh rất là vui mừng và dự định sẽ đến nhà thờ ngày hôm sau để làm chứng rằng Chúa đã cứu tôi và cuộc đời tôi nay đã thay đổi. Bây giờ tôi là cơ đốc nhân. Thế nhưng chỉ 6 giờ sau đó, những liều thuốc điều trị đã tàn hại thân thể của anh. Anh đã chết trong giấc ngủ của mình. Mặc dù anh ta qua đời, nhưng mà anh rất là vui khi anh kịp được cứu trước khi chết. Và đó chính là điều quan trọng nhất của sứ điệp về địa ngục này. Ấy là người ta đã tìm được sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu. Mặc dù bạn đang ở đâu khi nghe sứ điệp này, có thể bạn tự nói trong lòng rằng, ồ, tôi là một người tốt, cho nên tôi không nghĩ rằng mình sẽ đến địa ngục đâu. Thế tốt mà. Vâng, có thể là rất tốt khi so sánh với chính mình, nhưng bạn không thể so sánh với tiêu chuẩn của mình đâu. Không ai trong chúng ta có thể tự so sánh với chính mình được. Chúng ta phải so sánh với Thiên Chúa, và tiêu chuẩn của Ngài thì cao hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn của loài người chúng ta. Tiêu chuẩn của Ngài là toàn hảo. Lời Chúa chép trong Khải Huyền đoạn 21 câu 8 rằng, nếu bạn chỉ nói dối chỉ một lần, thì đã có phần trong hồ lửa. Nếu bạn từng phạm tội ngoại tình, nếu bạn từng suy nghĩ tà dâm, chỉ cần suy nghĩ thôi, đã là tội rồi. Nếu bạn ăn cắp dù chỉ là một vật thôi, bạn cũng trở nên kẻ cướp. Và bạn không thể muốn thiên đàng. Bạn thấy đó, tất cả chúng ta đều vấp phạm. Tất cả chúng ta đều thua quá xa sự tốt lành và tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Giống như sự so sánh của một bà kia khi thấy một đàn chiên ở trên đồi và nhìn những con chiên đó và thấy nó trắng và sạch so với thảm cỏ màu xanh. Đêm đó bà đi ngủ và trời đổ tuyết. Sáng hôm sau bà thức dậy, nhìn lại những con chiên thì thấy thân thể chúng nó đầy những đốm dơ bẩn khi so sánh với màu trắng của tuyết. Cho nên, khi bạn so sánh với Đức Chúa Trời thì bạn không thấy tốt đâu. Matter of fact, he says your righteousness is as filthy rags to him. Sự thật là Chúa nói, mọi việc công bình của chúng ta như cái áo dơ bẩn, nhớp nhúa đối với Ngài, trong Ê-sai đoạn 64 câu 6. Và lời Chúa còn nói thêm trong Gióp đoạn 15 câu 16 rằng, phương chi một người gớm ghiếc và hư nát, kẻ hay uống gian ác như nước. Và đó là cách Đức Chúa Trời thấy chúng ta, và thấy chúng ta dơ bẩn. But you want to make sure, if you're here tonight, that your name is in bạn nên chắc chắn rằng sau khi nghe sứ điệp này, tên của bạn cần được ghi trong sách sự sống. Tôi muốn đưa ra đây ba câu kinh thánh. Đây là các tin dữ, nhưng cũng có tin lành nữa. Ngài phán trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 1 câu 9 rằng, ai chẳng nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Chúa Giê-xu thì sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Thiên Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài. Trong Giăng đoạn 3 câu 36 chép rằng, ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.
Trong Khải Huyền đoạn 20 câu 15 chép rằng, kẻ nào không được biên tên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Bạn cần trả lời câu hỏi này. Bạn có chắc rằng hiện nay tên của bạn đã được viết trong sách sự sống chăng? Bởi vì đây là điều mà bạn cần phải biết chắc hoàn toàn, không được nghi ngờ chút nào. Bạn không muốn có một sự may rủi nào trong chuyện này, bởi vì bạn không biết mình sẽ sống bao lâu. Có thể rằng bạn sẽ không sống đến ngày mai chăng? Vậy nên đừng chấp nhận sự may rủi nếu bạn chưa biết chắc. Chúa Giêsu nói rằng, bạn không thể ăn năn tội, vì nếu không, bạn sẽ bị hư mất. Vậy, nếu bạn không biết mình đã từng ăn năn và đã mời Chúa Giêsu đến làm Chúa cuộc đời mình, thì tôi muốn bạn làm điều đó bằng cách nói rằng tôi khiêm nhường đủ để chấp nhận tôi chưa, và tôi không thể nói rằng tôi đã từng làm điều đó, bởi vì tôi chưa thực sự nhận Chúa Giêsu làm Chúa và cứu Chúa của tôi. Tôi chưa thực sự ăn năn và tôi không biết chắc rằng tên của tôi có trong sách sự sống hay không. Bạn biết đó. Bạn không thể tùy thuộc vào sự may rủi, bởi vì tôi nói với các bạn rằng địa ngục là có thật. Bạn có thể nghĩ rằng tôi điên, nhưng Kinh Thánh có nói về nơi đó. Cái chỗ mà bạn nhìn thấy qua đoạn phim thực tế còn tệ hơn rất nhiều, và nó là đời đời. Nhiều người trước khi đi nghỉ hè tại châu Âu đã phải tìm hiểu kỹ nơi mình sẽ đến. Họ đặt phòng khách sạn và làm đủ mọi thứ nghiên cứu trước về châu Âu. Thế nhưng ít có ai nghiên cứu về cõi đời đời. Bạn biết đó, nơi chúng ta sẽ đến là ở đời đời, thì chúng ta cần phải tìm hiểu. Cho nên tôi thực sự khuyến khích các bạn rằng đừng rời khỏi nơi đây trừ khi bạn hoàn toàn biết chắc chắn. Và bạn có thể biết chắc điều ấy bằng sự quyết định của mình ngay bây giờ. Để rồi bạn sẽ có sự đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ phải đi đến địa ngục và không cần phải sợ nó. Không có lý do nào bạn cần phải sợ, bởi vì bạn không cần phải đến đó nữa. Những điều bạn được nghe hôm nay chỉ là để cho bạn thấy có một địa ngục thực sự và bạn cần phải tránh nó bằng mọi giá. Bạn cũng biết, có rất nhiều cơ đốc nhân đang sống đời sống hâm hẩm. Nhiều người trong chúng ta không sống như mình đáng phải sống. Có nhiều người đã tin Chúa, nhưng vẫn còn sống trong tội lỗi. Và bạn không thể sống trong tội lỗi. Thực ra bạn không muốn điều đó phải không? Bạn không muốn sống hâm hẩm. Nếu các bạn không cưới nhau mà vẫn ăn ở như vợ chồng, rồi nghĩ rằng điều này không sao cả và đang để nó trôi qua, thì bạn hãy biết rằng Chúa không nghĩ điều này là không sao. Thực ra bạn không muốn sống như vậy, phải không? Và Kinh Thánh nói trong Roma đoạn 8 câu 13 rằng nếu chúng ta sống theo xác thịt thì chúng ta sẽ chết. Chúa Giêsu cũng nói rằng nếu con mắt gây cho phạm tội thì hãy bóc nó ra, vì thà chịu một phần thân thể phải hư còn hơn là cả thân thể phải vào địa ngục. Vậy nếu bạn đang làm điều gì đó tội lỗi, nếu bạn coi phim ảnh khiêu dâm hay đang sống với bạn tình giống như vợ chồng, hoặc bạn đang theo những cách sống hòa hiệp với thế gian, thì lời Chúa nói rằng bạn đang bị nguy hiểm ở địa ngục. Tại sao lại liều lĩnh sống như vậy? Vì thế tôi khuyến khích các bạn sửa lại lối sống với Chúa ngay bây giờ và cam kết sống theo lời Chúa. Bởi vì khi sống cho Chúa thì cuộc đời bạn sẽ tốt hơn. Ngài sẽ ban phước cho cuộc đời bạn. Ngài sẽ nhân cấp mọi điều bạn làm và làm thịnh vượng những điều bạn đang có. Rồi cuối cùng Ngài sẽ đem bạn đến thiên đàng. Điều đó có lợi phải không? Nếu bạn là người cho rằng, tôi không nghĩ rằng mình tốt đủ để đến trước mặt Chúa, bởi vì tôi là người quá tệ. Thưa bạn, không có ai là tệ quá cả. Chúng ta đều giống như nhau. Tất cả đều cần Chúa cứu thế. Và nếu bạn nghĩ như vậy, Chúa muốn bạn cứ đến với Ngài trong tình trạng hiện tại. Như vậy, bạn không cần phải làm sạch mình trước. Hãy đến với Chúa ngay bây giờ. Biết mọi người đều phạm tội, thiếu hụt mất tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời
chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta cần phải nhờ đó mà được cứu. Nếu không có Chúa Giêsu thì mọi linh hồn con người sẽ rớt thẳng vào hỏa ngục. Lời Thánh Kinh cũng khẳng định rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Quý vị và các bạn cảm thấy lời cầu nguyện đơn sơ này có thể giúp nói lên tấm lòng mình với Thiên Chúa ngay giờ này, thì xin hãy cùng đọc chung với tôi. Lạy Cha chúng con ở trên trời, con cảm ơn Cha đã ban Chúa Cứu Thế Giêsu chịu chết trên thập tự giá vì mọi tội lỗi của con. Con xin mời Chúa Giêsu làm chủ cuộc đời con. Con xin Chúa Thánh Linh ngự trị và ấn chứng cho con được hưởng sự sống đời đời.